Thì chân như của trí nhất thiết có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa với Xá Lợi Tử: Nếu tất cả pháp là chắc thật, là an trụ, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được, thì nói là những pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột có thể bị thối lui? Khi ấy Xá Lợi Tử bảo với cụ thọ thiện hiện: Như ngài đã nói, thì trong pháp vô sanh nhẫn, hoàn toàn không có pháp, cũng không có Bồ Tát có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột nói là có thối lui. Nếu vậy thì tại sao Phật nói ba loại hữu tình trụ Bồ Tát thừa? Lẽ ra chỉ nên nói một mà thôi. Lại như ngài đã nói thì không nên có ba thừa Bồ Tát, mà chỉ nên có một thừa chánh đẳng giác mà thôi. Khi ấy cụ thọ mãn từ tử nói với Xá Lợi Tử nên hỏi thiện hiện là: Có phải chỉ có một Bồ Tát thừa chăng? Sau đó mới nên vấn nạn, không nên kiến lập ba thừa sai khác, mà chỉ nên có một thừa chánh đẳng giác. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện: Có phải chỉ có một Bồ Tát thừa chăng? Lúc bấy giờ thiện hiện thưa với Xá Lợi Tử: Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trong chân như của tất cả pháp có phải có ba loại tướng sai khác của hữu tình trụ Bồ Tát thừa chăng? Đó là đối với quả vị giác ngộ cao tột có loại nhất định bị thối lui, nhất định không thối lui và bất định chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trong chân như của tất cả pháp có phải có ba thừa Bồ Tát là Thanh Văn Bồ Tát thừa, Độc Giác Bồ Tát thừa và Chánh Đẳng Giác Bồ Tát thừa khác nhau chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trong chân như của tất cả pháp có phải thật có một Bồ Tát thừa nhất định không thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trong chân như của tất cả pháp có phải thật có một chánh đẳng giác Bồ Tát thừa chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Chân như của các pháp có một, có hai, có ba tướng chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Thưa ngài Xá Lợi Tử, theo ý ngài thì sao? Trong chân như của tất cả pháp có phải có một pháp, một Bồ Tát để có thể nắm bắt được chăng? Xá Lợi Tử đáp: Không thiện hiện. Lúc bấy giờ thiện hiện thưa với Xá Lợi Tử: Nếu tất cả pháp là chắc thật, là an trụ, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao Xá Lợi Tử có thể nghĩ thế này, Bồ Tát như thế? Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định có thối lui, Bồ Tát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định không thối lui, Bồ Tát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định bất định. Bồ Tát như thế là Thanh Văn thừa, Bồ Tát như thế là Độc Giác thừa, Bồ Tát như thế là Chánh Đẳng Giác thừa. Như vậy là ba hay như vậy là một? Thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sở đắc, đối với chân như của tất cả pháp cũng có thể khéo tin hiểu, hoàn toàn không có sở đắc, đối với chư Bồ Tát cũng không sở đắc, đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật cũng không sở đắc, thì nên biết đó là đại Bồ Tát chân thật. Thưa ngài Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát nghe nói tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp như thế, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng thối, chẳng chìm, thì đại Bồ Tát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện: Này thiện hiện, hay thay, hay thay, ông nay có thể vì các đại Bồ Tát mà nói pháp yếu, những điều ông nói đều là do oai thần của Như Lai gia bị, chẳng phải tự lực của ông. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, biết tướng không sai biệt của tất cả pháp, nghe nói tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp như thế, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng thối, chẳng chìm, thì đại Bồ Tát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hút đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì có mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, nếu đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng rơi vào địa vị Thanh Văn và Độc Giác.